Em lên cho các bác một con nồi Toshiba nhé. Đấy. Nồi Toshiba. Đây. Đấy. Nòng nồi gọi là quá ok nhé. Nó hơi có một cái chấm nhỏ ở trên trên này. Nói chung là tất cả các nồi, gần như nồi nào về nó cũng sẽ có một vài vết chấm, nhưng mà con này gần như không có. Đây, có một tí chấm nhỏ trên cái vách này thôi, trên cái vách cao này, gần như không 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 vấn đề gì đấy. Nồi rất ok nhá. Đó rồi. Này, con này thì như quý vị biết rồi đấy, dòng 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 Toshiba này thì nấu cơm thuộc dạng là cực ngon. Đây là con này, là con 1 lít 8 nhá. Đấy, RC18VTG. Đó. Con này là dòng 1 lít 8 nha quý vị nhá. Đấy. Dòng này thì của nó là cái vỏ của nó là bằng kiểu dạng như là bằng hợp kim. Cho nên là quý vị biết rồi đấy, về là nó hay bị kiểu như là hai cái nó nồi nó chạm vào nhau, xong rồi đấy nó hay bị tình trạng là các cái dấu móp ấy. Đấy, đây. Đấy, đây này. Đấy. Về quý vị nếu mà quý vị nào biết thì hút ra hoặc là tháo vỏ ra xong rồi lắm ra nhé. Đó. Gần như con nào của dòng này nó cũng sẽ đều bị như thế, chỉ trừ những vòng nhựa, dòng vỏ nhựa thì không bị thôi quý vị ạ. Đấy. Đấy. Đấy là về bên ngoài. Đấy, bên ngoài quý vị xem nhé. Đấy. Ok thì đồng ý thì đấy, nắn lại là được, mà tất cả dòng này nắn lại là ok hết, rất đơn giản, tháo ra thôi, tháo ra xong rồi uốn lại là được mà, rất đơn giản ạ. Quý vị không uốn được thì mang ra thợ bảo người ta uốn cho, mất vài chục nghìn đó. Còn đây lòng nồi đây nhá quý vị nhá, lòng nồi đây đó. Lòng nồi đây à. Đó. Đó. Ok chưa? Đó. Quá ok chưa nhá? Đó. Con này thế này là ok rồi quý vị ạ nhá. Đó. Gõ. Đó. Xem có giống chuông không? Đó. Đây. À. Đây nhá, bên trong nồi đây nha quý vị nhá, bên trong nồi đây. Đó. Bên trong nồi đây. Còn đây, còn 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 nói chung là con này quá ok. Vâng, em xem con này đã rất ưng rồi. Đó. Đây nhá. Đó. Đó. Đây. Nói chung là con này về em cũng chưa vệ sinh gì cả đâu, nhưng mà nó đã đẹp như này rồi nhá. Đấy, về quý vị lau qua một chút xíu cho em. Đó. Đấy. Rất ok luôn nhá. Nói chung là con này thì cũng chưa thấy điểm gì để mà chê cả. Đó. Đấy. Nói chung là ok hết nhá. Đó. Con này thì quý vị biết đấy, nó là thuộc dòng mà nấu cơm cực kỳ ngon của Toshiba. Đó. Và dòng 1 lít 8 thì của nó thì cực kỳ hiếm nhá quý vị nhá. Dòng 1 lít 8 thì cực kỳ hiếm. Và con này thì em bán, dòng này em bán của nó là 3 triệu 9 nhá, 3 triệu 9 đấy quý vị ạ. Vâng, 3 triệu 9. Thôi, em bán cho quý vị con này ấy đi, rẻ luôn nhá, cho nó cho quý vị ấy về đấy nhá. Bình thường tất cả con khác em bán nó như thế là cũng thế thôi, cũng đều là 3 triệu 9 và thậm chí còn hơn 4 triệu đấy. Thì thôi, con này em để cho quý vị 2 triệu 9 đi, 2 triệu 9 con này nhá. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Đấy. Quá bèo, quá rẻ luôn cho quý vị. 2 triệu 9. Quý vị nào lấy alo ngay cho em. Đó. Đây. Em bao lóng xong nhá, bao lóng xong cắm miệng nhá. Đây. À. 2 triệu 9 cho quý vị luôn. Đó. Đây nhá. Đó. Đây. Đấy. Đây, quý vị nhìn thấy chân không chưa? Đó. Ok chưa? Đấy. Đây. Đấy. Đấy. Nấu 5 5 phút này. Đó.
Nấu thì có nhiều cách nhá. Đây là nấu gạo trắng nhá. Đấy. Cách nấu thì ở trên mạng người ta cũng nói nhiều rồi. Đấy. Bấm vào menu này, xong rồi chọn gạo trắng này. Xong rồi ấn một phát nữa thì chọn các chế độ ở dưới nhá. Thì quý vị nấu theo kiểu nào cũng được. Thì quý vị đừng nấu nhanh, nấu nhanh thì ăn nó cơm sẽ không ngon. Đấy. Ví dụ như em thì nấu ở tầm những cái 5 phút này thì là ok nhất nha quý vị nhá. Tiện đó mà ok rồi nhá. Em xin được kết thúc video tại đây nhá. Đấy. Mọi chi tiết thì xin quý vị liên hệ với em theo số điện thoại là 0966 594 581, địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận 5, Từ Liêm, Hà Nội nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo. Quý vị lấy hàng thì có thể là liên hệ Zalo của em cũng là số này nhé. Zalo của em là cũng là số này và điện thoại em là số này luôn. Đấy. Thì quý vị có thể nhắn qua Zalo hoặc là chat qua Zalo hoặc là gọi điện cho bên em nhé. Dạ vâng ạ. Mà về test nồi thì bên em sẽ test, nếu mà quý vị cần test thì là em sẽ bán giá cộng thêm là 300.000 nữa nhé. 300.000 là sẽ test nồi. Đấy. Thì quý vị nào lấy thì cứ báo em, còn đây là em đang bán theo giá thợ và giá về quý vị về tự dọn dẹp nhé. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.